Xin chào mọi người, các anh đã mang được cái đống gỗ này về rồi để mà bắn cái dàn cây này lên cho cây nó trèo, nó leo lên đấy. Và các bạn nhìn này, hồi các anh có sen này. Đó, rất nhiều nụ sen nhá. Có cả bèo hoa màu tím nữa này. Đấy, sen 3-4 nụ đang ở dưới ấy. Còn bây giờ sẽ bắn cái gỗ lên cái dàn này để cho cái gỗ nó, cho cái cây bầu ở kia nó leo. Rất nhiều bầu. Và ở bên này á, muốn bắn được cái dàn này thì các anh đã mua cái có đinh vít này, đó, khoan này và cái ke này. Cái ke này có một cái tác dụng là nó sẽ bắt chết cái này vào đây, vào cái thành gỗ này luôn, đó. Và nó giữ cho cái dàn nó, cây nó leo lên trên dàn tốt. Và bây giờ các anh sẽ phải ngắm thật thẳng, xong là bắn cái ke này vào đấy, để cây nó trèo lên trên này. Ngượm ngỗ ngược đã bị rơi ke. Và các anh sẽ biểu diễn bắn vào khoan cho các bạn xem nhá. Đây là cái ke này, khoan này. Khoan bên này thì không cần dây các bạn nhé. Khoan bên này rất là xịn sò, có pin luôn. Và các anh phải bắn cái này vào đây, giữ nó vào. Các bạn xem các anh bắn nó có ngọt không nha. Ok không? Rồi, đầu trên này sẽ bắn cái ke xuống. Đó. Thành này nằm chết luôn ở đây rồi. Đấy là bắn có một đinh thôi nhá các bạn. Bắn hai đinh thì nó siêu chắc luôn. Không di chuyển được luôn. Và thêm một đinh vào đây nữa, đầu này nữa thì thôi rồi. Sau này tháo còn không được. Đó. Xong một cái. Bắt chặt lên trên này luôn. Và cây leo lên trên này yên tâm là không bị sệ xuống. Các bạn nhìn bên trong này. Cái dàn bên trong đây. Dàn như thế này để cho bầu nó leo, các bạn nhìn bầu này cho anh trồng lên nó tốt như thế này rồi. Hôm trước là bắn được cái này lên rồi, còn ở trên mái chưa bắn lên được. Đấy là bầu bí nhá. À, kia là cái mướp kia màu xanh này các bạn. Đây cái mướp này. Cà chua ơi, ra đây xem cà chua nhiều quá lắm. Cái cà chua bà cụ 91 tuổi mang sang trồng hôm trước nó bé tẹo, bây giờ nó to cả một cái vùng này luôn. Các bạn nhìn thấy không? Có cả vùng này, quả này. Đấy, quả dưới này. Rất nhiều quả ở dưới luôn. Ở bên Mỹ mà trồng một vườn cây toàn như thể ở Việt Nam luôn. Các bạn nhìn thấy đây là cái ớt này. Đấy, cái cóc này, cái na có nhiều quả này. Na Việt Nam này. Đấy, nhiều quả lắm. Rồi. Đây là rau húng này, người ta gọi là rau thơm đấy. Rồi đây là mướp nữa này, mướp và một cây bầu nữa này. Đây là mùng tơi này, đây là cây chanh leo ngọt các bạn nhé, chanh leo ngọt. Ôi, còn nhiều cây lắm, giới thiệu dần dần, từ từ. Hôm nay các anh sẽ bắn nốt cái dàn này để các bạn thấy là chơi nó có công phu như thế nào. Bây giờ phải bắn phía bên này, bắn phía bên này thì phải lấy thang để bắn. Sắm cả thang luôn. Đấy. Lên thang để bắn tiếp những cái ke vào. Cái này xịn sò nhé các bạn, thang để được khoan này, đó, để được đồ lên này.
sau khi ngắm thẳng bắn. Cái này thì trên này không cần ke, bởi vì trên này rất là ok, bắn một đầu cố định thôi, chắc chắc luôn, mình đu được luôn. Nếu mà cảm thấy chưa an toàn lắm thì có thể cho một cái đinh nữa là ba đinh luôn. Rồi, rút luôn. Đấy. Và cái dàn này là cái cây này là gọi là cây chính. Cây chính thì sẽ làm nó lớn để nó đỡ lực. Và cây này phải bắn, còn các cây này thì nó bé hơn, không cần bắn mà chỉ cần gác lên thôi. Và bắn để cho sau này khoảng cách mình có thể trèo lên trên này được, trên cái nóc này được, mái được, mình có thể lấy được cái cây khác. Thì sẽ tiếp theo ấy là sẽ đặt một cái ở ngang đây nữa, bằng người mình. Và các anh sẽ lấy một cái cây nữa để bắn lên. Cây này sẽ xò hơn. Đinh thì các anh có cả loại đinh lớn nữa các bạn. Đinh này thì viết sâu sát vào trong được luôn. Mình bóc không cần ke thì mình có thể bóc cái hộp đinh lớn này. Đinh này là chuyên để bắn gỗ nha các bạn. Dài lắm. Sau khi xác định được vị trí rồi, cái này có thể thò được vai và cổ lên rồi thì bắn tiếp một ken nữa. Là đầu khác rồi. Au, cái đầu này là đầu khác, đầu kia nên phải thay cái đầu khác rồi. Không phải cái này. Nó chay nó sơn mất. Thôi, dùng cái đinh bé đã. Chỉ cần thiết phải dùng cái lớn. Nó tả lắm, bởi vì không chuyên nghiệp. Nhà bạn hỏi là cái này làm sao mà có thể bắn được, chả có dây nhựa gì. Đó các bạn, cái này dùng pin nha.
Cái này dùng pin. Trong này là cái cục pin mà mình tháo ra mình sạc nó. Và nó có hai chế độ, khoan tiến và khoan lùi. Ok. Rồi. Hôm nay các anh biểu diễn cho các bạn xem thế thôi. Đó, các anh sẽ bắn cho nó đầy đủ hơn ha.